sáng ngày 23 tháng 6, cảng hàng không Liên Khương chính thức được công bố trở thành cảng hàng không quốc tế. Tham dự buổi công bố có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Đây là cảng hàng không quốc tế đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên. Theo Bộ Giao thông Vận tải, cảng hàng không quốc tế Liên Khương có đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, kết cấu bê tông nhựa, sức chịu tải PCN bằng 47FCXT, đáp ứng khai thác chủng loại máy bay cốt D như B757, A300 và tương đương trở xuống. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có thể phục vụ các chuyến bay quốc tế, nội địa thường lệ, không thường lệ, các loại máy bay tư nhân, các loại máy bay quân sự và các loại khác khi được các cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác. Việc kết nối với các đường bay thẳng đến nhiều quốc gia sẽ tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển khách du lịch quốc tế và vận chuyển hàng hóa, rau hoa, nông sản vùng Tây Nguyên đến với các nước trên thế giới với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nằm ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 29 km. Theo quy hoạch đến năm 2030, cảng hàng không quốc tế Liên Khương có quy mô sân bay cấp 4E, diện tích 340,8 ha, công suất thiết kế có thể đón 5 triệu hành khách một năm. Định hướng đến năm 2050, cảng hàng không này có quy mô diện tích 486,8 ha, đón 7 triệu khách một năm.